Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh của Melissa Paris Cuộc Sống Pháp. Nếu các bạn đây là lần đầu tiên đến với kênh của mình chia sẻ về văn hóa, kiến thức, cuộc sống ở Pháp. Và hôm nay mình sẽ cho các bạn thấy một cái chủ đề rất là rùng rợn, giống như những hình ảnh các bạn đang thấy. Đây là một hình ảnh thật sự của một nơi rất là huyền bí ở Pháp, ngay trong lòng đất Paris. Các bạn hãy đăng ký kênh và chú ý lắng nghe nha. Nào, xin mời cả nhà hãy theo chân của mình đi vào trong Paris, viếng thăm tháp Eiffel, biểu tượng của Paris, nơi mà hàng ngàn khách du lịch mỗi lần đến với Paris, đến với nước Pháp, họ nhất định phải đến đây để chụp hình, check-in, sống ảo và cũng như là lưu lại những bức ảnh kỷ niệm về cái chuyến đi thăm nước Pháp của tất cả các bạn trên toàn thế giới. Paris đang vào thu, mùa thu là mùa đẹp nhất của Paris đó các bạn, nên thời tiết bắt đầu se lạnh rồi. Và cũng là cuối tháng 10, đầu tháng 11. Các bạn có biết cuối tháng 10 thì chúng ta có lễ hội gì không? Chúng ta sắp đến lễ hội Halloween, lễ hội ma quỷ ở Pháp. Và đây là một cái lễ hội khá là nổi tiếng trên toàn thế giới, nhất là những đất nước như nước Mỹ. Hôm nay các bạn nhớ theo dõi hết cái video này, mình sẽ dành cho các bạn một sự bất ngờ khá là ma quỷ nha. Xin điểm tin một chút xíu về cái nơi này. Nơi này là quảng trường Trocadéro. Nơi đây đó là các bạn có thể đến bằng tàu điện ngầm Paris, dừng ở trạm Trocadéro, đường số metro số 9 nha các bạn, nếu các bạn đi du lịch bằng metro. Tuy nhiên ở nơi này cũng rất là dễ tìm nha, tại vì đây là nơi mà tập trung rất là nhiều khách du lịch, bởi vì đơn giản đây là cái quảng trường nơi mà bạn có thể nhìn toàn cảnh tháp Eiffel, biểu tượng của Paris. Cho nên ai đến thăm Paris nhớ đến cái quảng trường này nha, để chúng ta có được những tấm ảnh rất là đẹp á về tháp Eiffel. Nơi này rất nhiều cặp uyên ương đến Paris để chụp hình cưới nè, có thể đến đây nhé. Và đây là một nơi khá là bình yên và lãng mạn cho những ai yêu nước Pháp, yêu Paris. Một nơi mà chắc chắn ai đến Paris cũng phải đến đây một lần bằng bất kỳ giá nào. Paris có gì lạ không em? Mai anh về em có còn ngoan? Những câu thơ của Nguyên Sa chắc chắn ai cũng đã từng biết, vô cùng lãng mạn, vô cùng thú vị. Ai đến đây một lần cũng đều hóa thành người lãng mạn và văn thơ lai láng như mình. Chúc các bạn trên toàn thế giới có dịp đến Paris một lần nhé. Nếu như các bạn có những câu hỏi hay là những cái chủ đề nào về Paris, có thể bình luận cho mình để mình có thể làm những cái video như thế này, để cho các bạn yêu Paris có thể du lịch qua màn ảnh nhỏ trước khi được sang đến Paris thật sự và được chứng kiến tận mắt những khung cảnh lãng mạn như thế này cùng với người yêu, hay chỉ đơn giản tìm những phút giây thư giãn cho chính bản thân mình. Chúc mọi người có những ước mơ đều được trở thành hiện thực.
đây là những cái hàng quán bán trên vỉa hè đó, bán bánh khép nè, đồ uống nè, đồ lưu niệm nè cho khách du lịch, cũng như bán mũ nồi nè, quần áo, đồ vật lưu niệm cho khách du lịch. Tại vì nơi này thì là nơi tập trung rất 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 nhiều khách du lịch đó mà. Rời quảng trường Trocadero và Tháp Eiffel, chúng ta đến một cái nơi rất là đặc biệt. Các bạn hãy đi theo chân mình nha. Hôm nay mình sẽ đưa các bạn đến một nơi rất là rùng rợn, rất là kỳ lạ, một nơi mà ít ai biết đến, của ngay giữa trung tâm Paris. Vì sao hôm nay mình lại chọn cái chủ đề rùng rợn này? Bởi vì chúng ta đang đến gần với ngày lễ Halloween. Mình sẽ đưa các bạn đến một nơi mà các bạn không có ngờ tới được đâu. Đây là một nơi nằm ngay trung tâm Paris. Và bạn có tin được hay không, ngay giữa Paris, dưới lòng đất Paris, có chứa một bí ẩn. Và cái nơi này tên gọi là Les Catacombes de Paris, nằm dưới lòng của trung tâm quận 14, một cái quận rất là xa xỉ và náo nhiệt của Paris. Có ai ngờ dưới lòng đất này lại chứa đựng một bí mật khá là rùng rợn cả nhà ơi. Ở ngay dưới lòng đất này, nơi những người đi qua đi lại này, là chất chứa hàng ngàn hàng ngàn bộ xương người. Ở dưới cái sự náo nhiệt là hàng ngàn bộ xương đang nằm yên nghỉ. Một chút xíu nữa đây, mình sẽ đưa cả nhà đến để vào thấy tận mắt những bộ xương người đã chất chứa ở đây từ những thế kỷ trước, từ những thế kỷ 16, 17 và 18. Hàng ngàn bộ xương người. Đây là một nơi rất đáng để các bạn nào quan tâm tới lịch sử văn hóa nước Pháp đến để tham quan khi mà bạn đến Paris. Ngoài những nơi danh lam thắng cảnh, ngoài những nơi rất là nổi tiếng như Tháp Eiffel, thì đây là một nơi bạn nên đến. Les Catacombes de Paris tạm dịch là hồng mộ. Bắt đầu mở cửa đón khách du lịch và khách đến tham quan từ năm 1809. Hàng năm có hơn 500.000 khách du lịch và khách tham quan đến từ khắp nơi trên toàn thế giới. Như các bạn thấy thì có một số khách du lịch hay là khách tham quan đang xếp hàng để mà đợi mua vé. Nơi đây bạn có thể mua vé online trên mạng, hoặc là có thể đứng xếp hàng trực tiếp để mua vé vào. Giá vé cho người lớn là 29 euro. Giá vé giảm giá cho sinh viên hoặc những người già đó là 27 euro. Trẻ em từ 4 đến 17 tuổi là 5 euro. Giá cho những hội đoàn
hoặc những người làm trong ngành nghiên cứu, hoặc là những trường đại học chuyên ngành có thể giảm tới 15 euro hoặc 17 euro một người. Địa chỉ nơi này là số 1 Avenue du Colonel Henri Hall Tanguy, quận 14 nha cả nhà. Giờ mở cửa là 9:45 cho tới 20:30 tối. Họ sẽ đóng cửa ngày thứ hai trong tuần và tất cả những ngày nghỉ lễ của Pháp. Khi vào trong này, các bạn nhớ mặc một cái áo ấm, bởi vì nhiệt độ ở dưới tầng hầm mộ này là cách với lòng đất là 20 mét, và cho nên nó rất là ẩm ướt, nên khoác một cái áo ấm, chuẩn bị cho mình mang giày thể thao để dễ đi bộ, vì là cái đường nó rất là hẹp, cho nên các bạn không có được mang những cái túi xách cồng kềnh, chỉ mang cái túi nhỏ nhỏ trước người thôi nhé. Các bạn chuẩn bị 1 tiếng đồng hồ đi bộ nha. Các bạn phải chuẩn bị tinh thần là đi bộ 1,5 cây nha, và tầm 243 bước chân, trong đó là tính luôn những cái bậc thang lên xuống nha. Các bạn không được phép đụng vào những cái bộ xương người, không được phép chụp hình ảnh mà dùng flash. Nếu mà bạn nào mà có con á, mà em bé đó, thì cũng không có được đẩy xe em bé mà mình dùng cái túi mà điệu con á, trước bụng thì được. Nếu như chúng ta đi du lịch theo nhóm hay đi tham quan theo nhóm á, thì nhóm chúng ta là cách nhau cứ 20 người chia ra nha, đừng có tụ tập quá trên quá 20 người. Một thông tin đáng quan trọng nữa là cái hầm mộ này, cái diện tích á, của cái hầm mộ này á, là 11.000 m². Sau khi tìm hiểu rất nhiều thông tin về lịch sử trên sách báo cũng như thông tin trên mạng, trên những website của Les Catacombes Paris, thì mình xin tóm tắt một chút xíu về lịch sử để cả nhà có thể tiện theo dõi, hiểu một chút xíu về văn hóa và kiến thức lịch sử, tại sao lại có cái ngôi hầm mộ này. Lịch sử bắt đầu từ những năm cuối thế kỷ thứ 18, chính quyền Paris thời ấy gặp quá nhiều vấn đề trong việc xử lý những xác chết. Nói chung là chết vì những cái vấn đề y tế như dịch bệnh nè, ô nhiễm nè, thì hàng loạt người chết và họ không còn chỗ trong những cái nghĩa trang ở trong Paris, cho nên họ bắt đầu dời hẳn ra vùng ngoại ô. Công tác di dời bắt đầu từ năm 1785, 1787, rồi đến 1780, cho đến năm 1809 thì cái vùng catacomb này mới bắt đầu mở cửa cho khách tham quan, và kéo dài cho đến mãi hôm nay là chúng ta đã đến năm 2022, thì chúng ta cũng biết là đã kéo dài hàng thế kỷ cái công cuộc di dời cũng như bảo tồn cái khu hầm mộ này. Vừa rồi là một số thông tin chia sẻ về cái hầm mộ dưới lòng đất của Paris, Les Catacombes de Paris. Mong rằng đã chia sẻ cho các bạn một số văn hóa kiến thức lịch sử của nước Pháp. Các bạn nhớ ghé thăm Les Catacombes de Paris để các bạn có thể tự trải nghiệm những cảm xúc và cũng như những cái rung động một cách khá mạnh ở đây. Nếu các bạn thấy cái sự chia sẻ này là thú vị cho nhiều người thì các bạn hãy bấm like, chia sẻ và để lại bình luận cho mình. Chúc các bạn một ngày cuối tuần an lành và hạnh phúc. Xin cảm ơn và chào tạm biệt.